Đi vào cái gì phải chờ chứ. Phèng Phèng xin chào các bác. Chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Phèng. Nay Phèng đến để thanh toán tiền cửa cho nhà bà Roán. Chào chị nhá. Chị đang làm gì đây? À dạ, thế à? Nhà giờ đẹp quá rồi nhờ. Cảm ơn các bác, cảm ơn em quá. À, phấn khởi thế. Cái phần fibro xi măng này ai làm cho đây? Ở ngoài này này. Ai à, mấy bác thợ tốt nhờ. Các bác làm hết cho cái phần bên bên ngoài này các bác này. Đấy. Bây giờ kín mít rồi, gà qué nó không nhảy vào đây được. Đây là cánh cửa nhà tắm, nhà vệ sinh là làm hết rồi đúng không chị? Làm hết rồi. Đấy, hôm nay em vào em thanh toán tiền cánh cửa đấy cho chị nhá. Bà đâu? Vâng, thế chị đang rửa bát à? Thế chị rửa đi. Chị Toàn đâu? Đang quạt. Đang quạt mát à? Có mỗi một mình phải ra rửa bát này. Thế là hôm nay rửa tổng động viên rửa bát hết để phơi à? Rồi, bát bẩn. À, vâng. Rồi chị ấy đi nhá. Vâng. Phèng đi lên bên trên quay chia sẻ với các bác. Lần trước Phèng quay thì đội các bác thợ xây là chưa sơn. Đấy, hôm nay là sơn hết xong rồi. Thợ cửa lắp cửa, thợ sơn lắp sơn. Đó các bác. Chỗ này cái móng tôn lên nó phải tầm 40 phân 50 phân các bác này. Đấy, móng thì không sơn. Sơn từ cái phần nhà lên. Rất là đẹp. Chào anh nhá. Đấy, ở ngoài này thì ngoài bắn mái ra còn lấy cái lưới B40 là rào lại cho trẻ con nó đỡ vào đây này. Có chấn song này. Đấy, còn cửa là tôn huỳnh ở bên trong. Nhà rất là rộng. Nó siêu to khổng lồ luôn các bác ạ. Bây giờ là làm cái mái vào xong là lại sân xong là lấy cái lưới B40 quay vào thì quá là đẹp luôn. Nhà này hôm nay tay dao tay thớt này là nấu cơm đấy à? À thế à? À chào con chào bà nhá. Chào bà. Hôm nay là làm cơm hả bà? Làm cơm. Ồ, thế hôm nay có dịp gì mà lại làm cơm thế? Có trưởng thôn ông tiên đây là con cháu nhưng mà anh em. À hôm nay là bà mời à? Không phải là ngày gì đâu chứ? Đến bà nói với con cháu này cũng cảm ơn. Ôi giời, bà không làm ở đây đâu. Cảm ơn con cháu gọi các kêu gọi về làm nhà cho bà rất cảm ơn. Bây giờ đến mùng 6 bà đến mùng 6 thì mùng 6 nhưng mà 24 âm dương. Dương ạ. 24 dương thì âm thì mùng 6. Dạ. Thì bà bảo với con cháu thì cố gắng một chút thời gian về bà một buổi. Là à. Nhà mới xem ngày ông xem ngày mới, ngày tốt đẹp. Dạ vâng. Vâng. Mùng 6 nếu mà hôm đấy mà không trùng vào cái ngày cháu đi khai mùng 6 tức là 24 dương. Dạ vâng. Không trùng vào cái ngày mà cháu đi khởi công xây dựng cái nhà cho em 6 ngón ở trong Minh Sơn thì cháu sẽ tới. Vâng. Vâng, nhưng nhà cháu sẽ nếu mà không trùng thì chắc chắn là cháu sẽ tới. Tới không tới cũng có một chút thời gian về một buổi thôi mà. Dạ. Cùng với anh em họ hàng đô vào đây rồi hai thửa ông thửa ba thửa về cùng một ăn bốn bó cơm cho bà vui. Dạ vâng vâng ạ. Thế hôm nay là có ai không, bà mời có ai không? Mày con gái con dâu con cháu xong rồi. Trưởng thôn anh em đây. Dạ vâng vâng ạ. Một mâm làm cho hai ông thợ kia làm cái này và không biết số điện thoại. À bác thợ cửa. Ừ. Hôm nay bác ấy vào để tí thanh toán đấy. Ừ, có mà. Dạ vâng. Bảo chưa? Có, họ vào đây à. Bây giờ cháu vào cho giả lốt tiền cửa là xong rồi. À, đúng rồi mà bà không có số điện và không biết điện thoại. Nhà bà là còn mỗi phần cửa này là xong thôi. Là xong hết rồi. Vâng, cảm ơn quá. Là vẫn còn có khi còn một ít tiền nữa để cháu tính xem là mua cái chạn bát cho bà. Vâng. Còn lại còn mấy triệu để tính xem là mua được cái gì. Vâng, đây à. Thế là anh này là anh nào đây ạ? Anh con cháu họ hàng đấy. À con cháu họ hàng à? Con cháu của bà mà. Vâng. Cháu của bà luôn. Anh ẩn nấp đâu kỹ nhỉ? Từ ngày làm nhà hôm nay mới thấy. À, thế là bà, thế là con ngan này là ngan của bà đây à? Con vịt của bà. Dạ vâng. Đây các bác, cái ngôi nhà thì à đằng này làm cái cửa lách đi xuống là cũng đã lắp cửa. Cái này thì các bác thợ xây cũng lắp cho à? Lắp cho mà. Bác thợ xây hay là bác thợ cửa đây? Bác thợ xây, cái này cái cũ của bà. Vâng. Cô thợ xây lắp nhưng mà nó vẫn thiếu một miếng nhỉ? Thiếu thì thiếu chẳng cũng này là được rồi.
Cái này vẫn không khóa được bởi vì nó cái này nó dài hơn một tí thì được này. Dạ vâng. À, như này thì kín đáo quá. Con gà con ngan nó không chạy sang đây được. Đấy này này. Bây giờ là kín mít rồi. Nhà bà như này là đẹp nhất rồi. Xã Tùng Ba nước Việt Nam. Đẹp nhất đất nước Việt Nam rồi. Bà đi mời anh em ngủ chó vào nhà này. Con chó này con vô các loại hộ anh em hàng à, lấy điện thoại của con chó cho bà xem chó ở trên vùng cao đấy. Dạ. Chơi với con này. Tán với con chú Bông này, có chồng không, đây là con người yêu không, ở đây. Hôm nay là đi chợ tình. Chợ tình không ai. Dạ vâng, vâng. Đấy, bà hôm nay là chú đáo quá, bà mời mấy anh em bữa cơm này. Vâng ạ. Đấy, có. Tất cả anh em cũng bảo là thương cháu quá. Thương cháu quá, vâng, cháu cảm ơn bà nha. Thế nhưng mà thấy tay thôi, không thấy người, nó bảo thế à? Không, không thấy mặt đâu. Đúng thấy mặt. Phải lúc nào vào vào nhà thì mời ông anh khen cháu khen về để gặp mặt. À bà có quả bí này, đây có cơm này, à, đây. À xin chào người đẹp Thuyên, này, Thuyên chủ quán bia to nhất xã Tùng Bá các bác, quán bia đồng quê. Dạ, đây đi vào trong nhà xem nào. Anh gọi anh thợ cửa đến chưa? Anh Thuyên. Đấy, đây các bác nghe cửa nhá. Đấy. Là phần bên ngoài là xong hết rồi. Rồi, chào người đẹp nhá. À. Cái gì? Hả? Mà làm đi, Thuyên đi mày thi bài này hôm mình mà. Là sao? Không cho chơi. Chơi thì làm sao? Nhưng mà họ khác ai có ai nói thế là ta không thích ông lệ này à, không thích ông lệ nè à. Thế đan được bao nhiêu cái này rồi? 10 cái rồi. Đã 10 cái rồi, nhanh thế. Nhà con không biết ở đây mày đan con cái hai cái, con ngủ tí đan hai cái ba cái. Ấy ủa con ngủ là đan được nhiều hơn à? Con nhiều lắm. Thế phòng chị là phòng nào? Ở phòng nào? Xong phòng ngủ cơ mà. Chị ở phòng nào? Chưa cắt đâu. Ôi, cái bản này đã bảo phòng ngủ là phòng nào? Phòng đấy, đây à? Ờ, thế phòng ở bên trên này phòng của ai? Bà. Chị Nam ở phòng kia đúng không? Vâng. Thế mấy cái giường cũ vẫn chưa xếp lên được à? Chưa. Sao chưa lấy lên bà? Lấy ông bật vào bảo lấy lên được. À, phải cho ông bàn thờ vào trước à? Ừ, ông bàn thờ trước mới đẻ. Bàn thờ này thì ai lắp cho bà đây? Cũng thợ làm mà. Bác thợ xây á? Thợ xây làm, lúc nào thợ xây vào nhà thì thợ xây về sớm mà. Ồ, thế phải gọi mấy bác thợ xây về đây ăn cơm chứ. Không có điện thoại đâu. Ở nhà đâu? Dạ. Thế thì để hôm, mấy hôm nữa nhỉ? Hôm nào vào nhà. Vâng. Mấy bác thợ xây tuyệt vời quá, làm hết mọi thứ cho. Vâng. Cái cửa gỗ đằng bên nách này cũng bác ấy làm cho này. Vâng. Cái này bác cũng làm cho đây à? Vâng. Đấy, đây, bàn thờ nhưng mà chưa lên bát hương, chỉ để đây đúng không? Đang làm không để chờ ngày vào nhà nó. Để nhà mới đây. Đấy, em bé nằm dưới này. Đấy, này thì tha hồ mát rồi. Đây là phòng của bà. Đấy, xếp gọn đây. Đấy, có cánh cửa nhá, cánh cửa hoa. Ôi, từ thôi. Điện thoại ở trong nhà cơ mà. Ở trong nhà cơ mà. Ai gọi mà ghê thế nhỉ? Ai gọi ạ? Dạ vâng. Đây các bác. Đây là phòng, là phòng của hai mẹ con này ở đây. Tạm thời là mùa nóng là cứ giải chiếu để cho mát ở tạm đã.
xem ngó qua mấy cái giường ở bên dưới là vẫn còn trùng tạm được. Giờ phải anh chờ anh thợ cửa đến để thanh toán xem hết bao tiền các bác. Đây em. Đây một phòng này, bên này là gian bếp các bác. Chào nhá. Bên này bếp, thóc lúa để đây, nhưng mà cái bếp lò này lại không thấy đun. Rửa bát chưa xong hả chị? Dạ vâng. Bên này thì có phòng tắm, nhà tắm, nhà vệ sinh này. Đấy. Tắm, nhà vệ sinh ở bên này có cửa rồi. Ở góc này lại mát, gió nó lùa mát nhỉ. Đấy, chỗ này thiết kế được cái vòi nước quá tuyệt vời luôn. Dạ. Anh ấy đi vừa mới đón anh lúc sáng này mà. Sáng nay vừa mới đón về cho anh. Vâng. Cho đi vơi cho ngay. Rủ đi chợ tình nhưng không đi. Giờ đợi anh Thuyên. Ừ. Bác thợ cửa alo đến chưa? Đây này. Đâu bác đâu rồi? À đây à? Ôi giời, bác thợ cửa đến mà như cơn gió. Anh vào đây. Bà ơi. Cho con ngồi đây thanh toán tiền cửa. Đại gia gì mặc áo ngược này, mặc áo ở trong ra ngoài này. Hả? Mặc áo trái này. anh đây này. Hộ cái này cái. Lắp ở đâu anh? Vâng, anh có mang bảng kê đây không? Có sổ sách chứ. Bà ơi, bà đưa em bé cho chị bế rồi bà ra ngồi thanh toán với cháu. Ra đây, anh kéo từ đây. Nhà này thì ai lắp điện cho đây? Ông thợ hai, ông thợ kia đấy. Như này thì hai ông đấy làm không nhờ, hai ông lắp cho luôn. À, thế là nhìn nó gọn gàng như này mà, có bảng điện đây này. Đấy. Hai ông đấy làm cái gì cũng làm được. Anh. À, điện đây nhỉ, hai bóng ngoài này, hai bóng gì đây, hai cái công tắc ở ngoài ấy. Nha. Vâng. Thế bạn anh nện ngồi đây, bà ngồi đây, anh ngồi đây, anh Thuyên bảo bà xin cái anh ơi lấy cái mấy cái cốc ra đây uống nước. Anh Toán, anh Thuyên ngồi đây, đây có hai chai nước em mua về đây. Đẹp trai. Anh Thuyền trêu bà tí bà lại cáu. Ý là bà phải lấy người khác họ cơ, lấy cùng họ bà không đấy. Cười cái tùm ta tùm tìm kìa đấy. Anh ngồi lên trên này, em ngồi dưới. Đây. Ngồi lên trên này. Lấy chai nước kia. Lấy chai nước kia về đây. À, đấy, lấy một chai về đây. Đâu cái hóa đơn đâu em xem nào. Đây à? Đây. Nó quay đi đâu này, bé tí này, làm sao nhìn thấy được. Nam cửa này có bảo hành không anh ơi? Có chứ. Bảo hành bao lâu ấy? Khi nào khẩu nó đi sửa cho tí. Trẻ con nó đập vỡ có được bảo hành không? Ông chủ cơ khí này mặc áo này, mặc áo trái này. Ấy. Lạnh thế. Đâu em xem nào. Bà ơi, hôm nay thanh toán tiền cửa cho bà là hết nhá. Dạ vâng. Thì cửa bà thấy các anh. Chị lên đây ngồi. Ê, chị vào đây. Anh ấy bà về đây. Chị vào đây. Bà chị lên đây. Chị lên đây. Nữa nữa lên. Lên trên này nữa đi. Lên trên này. Nhưng mà ở bên ngã
ẩn lấp đằng sau phen phen này. Dịch về đây chị, dịch về đây. Nhà bà là còn đây lại bị khóa màn hình rồi. Anh nhé, anh phải mang cho em cái ấy. Cái đấy ở nhà đang lắp cửa ở chỗ. Dạ vâng. Chia nước cho mọi người đi. Đâu, bà lấy nước uống đi bà ơi. Vâng. Anh chị ơi. Chị này, uống. Chị uống đi. Cái nước này nó không ngon, không uống. Đường hỏi anh này. Chả biết là anh hay em sinh năm bao nhiêu ạ? 94 ít thôi, anh Thiên này. Nào dô cái nào, đỡ khát nước, phèn xin phép các bác đi nửa vòng trái đất, trời nắng 450 độ này, sắp héo hết các bác. Mời bác uống nước. Mời bà uống nước nhá, uống nước xong mới nói được. Vâng. Ai à? Đấy. Ôi trời. Còn mỗi mấy cái cánh cửa ở trong phòng thì bà bắn mấy cái vít vít kia vào tường làm gì đấy bà? À, treo ảnh, treo quần áo các thứ đấy đúng không? Bà thấy cửa của bà làm được chưa? Các cửa sổ các thứ là cửa đã được chưa? Cái cửa lại vỡ rồi, lại tắt màn hình rồi. Thanh toán cho bà cửa nha, hết cửa sổ này, cửa sổ thì có cả chấn song này, có cả cái cánh cửa này, đấy cửa chính này, bây giờ đóng cửa vào là không ai vào được nữa. Là kín mít là không ai vào được nữa. Cộng với cả cánh cửa là cũng không ai thấy nữa rồi. Chỉ có cửa trong bên phòng phòng thôi. Cái cửa đây này, cửa phòng này là chưa có này. Còn ba cái thôi là chưa có. Cái đấy là để từ từ sau này. Bà lúc nào bà có thì bà làm sau. Giờ thanh toán tiền cửa cho bà với gia đình. Đâu cho em xem nào. Đâu đâu đưa xem. Đây các bác, này nó hơi khó nhìn, các bác từ từ nhìn nha. Cửa sắt, cửa đi này, 153 đây là cái gì đấy anh? 1m53. À 1m53 nhân với cả 2m1 đúng không? Bằng 3m22 nhân với 800.000 một mét, bằng 2.570.000. Đấy là cái cửa đi đúng không? Còn đâu? 84 84 đây là gì ạ? Cái đấy 84 nhưng 1190. Nhưng mà 84 là gì ạ? Chiều rộng à? Chiều rộng. À, 84 cm nhân với 1m90 đúng không? Bằng 160m² nhân với 800 là 1.276.000. Cửa nhôm này 77 x 77m à? 77 cm nhân với 1m03 bằng 80m nhân với 3. Nhân 3 cái. À 80m nhân với 3 cái là các cửa ở trong phòng các bác ạ. Đây này. Là 2m4 nhân với cả 800.000 bằng 1.903.000. Hoa sắt 77 cm bằng cái này với cái trên là kích thước là cửa phòng giống nhau nhá, 77 cm nhân với là chiều rộng là 77 này, chiều cao là 1m03 này, bằng 80 này. Đấy, nhân với 5 cái. Đấy, cửa phòng thì có 3 nhưng mà cửa xung quanh đây này, cái này này không có này. Đấy là 5 cái. Nhân này là 4 cái gì đây? Là 400m đúng rồi. 4m này. Vậy cái này trên là nhân 3. 5840 là 4m nhân 300.000 một mét. Là 1.200.000 một mét. À 1.200.000. Cửa nhà vệ sinh, nhà tắm, hai cánh, 5 năm là 1 triệu nữa. Tổng là 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. 7 này, 8. Đúng rồi. 8 triệu
tổng 8.049.000. Đây. Bà ơi. Quạt bằng tay cũng được mà. Phen quay lại một lần nữa các bác nhìn rõ nhé, các bác có thể nhân cộng lại cho phen phen. Bác này bác cái viết nó hơi rối rối nên là đọc nó hơi khó. Này lại mát quá thôi không? Bà về đây đi. Thời tiết Hà Giang mấy hôm nay nóng nhá. Trẻ con bé bé nào toàn ốm sốt thôi. 8.049.000. Bà ơi, tổng cái tiền cửa nhà bà ấy là 8.049.000. Là bây giờ cháu thanh toán cho bà là hết nhá, là không còn nữa. Thì bây giờ thanh toán đã xong là số tiền còn lại thì cháu cộng cháu trừ thì cháu sẽ báo cho bà sau. Nhưng nó còn khoảng tầm 4 triệu gì đấy, vẫn còn lại 4 triệu. Bây giờ là 8.049.000, nhờ anh Thuyên đếm cho em với. Anh Lệnh biết cộng tiền không? Trước học lớp mấy? Hết đến lớp mấy? Hả? Thôi, để ông Lệnh đếm. Anh, đếm cho em 8 triệu. Nhìn nào, đặt 1 triệu 1 ra đây. 8 triệu tròn ra đây. Đâu anh đặt cứ 1 triệu thôi. Không, anh đặt từng triệu ra đây. Các bác còn biết. 1 triệu 3 4 5 triệu rồi. 6 này 7 này 8 triệu. Đấy ông thở đấy, 8 triệu tròn thôi. 8.049.000. Thế là anh thế thì 50.000 của bà đây. Đấy, cái này là của bác ấy. Bác ấy không lấy thì bác ấy gửi lại. Còn đâu em gửi anh 8 triệu nhá. Anh cầm này, 1 triệu này. 2 triệu này. 3 triệu này. 4 triệu này. 5 triệu này. 6 triệu này. 7 8 triệu. Thế là của nhà bà coi như là xong rồi nhá. Là hết rồi nhá. Bây giờ là sẽ cố gắng là còn lại bao nhiêu thì cháu sẽ mua cho bà cái chạn bát. Đấy. Cái chạn để bát. Hả? Ý là nhà này khác đặt rồi. Đặt cho em để làm cho. À thế à? Chưa. Nhà bà khác sắm ấy, ý là khác đặt. Nếu mà đặt thì mai mình trả tiền cho thì cũng cái chạn này bao nhiêu tiền à? 1.800.000 à? Cái đấy cũng to ấy. Bà bảo là cái bé mà là cái to kia, nếu mà ấy thì dùng nó hợp lý hơn. Thế bà có tiền để giả chưa? Chưa. Thế sao bà lại đặt rồi? Đặt thế này thôi. Tạm ứng. Không có cái bát để. Đúng rồi, bây giờ ăn uống trong bản phải sạch sẽ. Thôi được rồi, 1.800.000 à? Thế đây em gửi luôn. Đây anh. Bởi vì cái cháu cũng quan tâm nhất là cái chạn bát, là để ăn uống sạch sẽ. 1.800.000 nữa. Cảm ơn quá. Nên là em cảm ơn quá. Còn đủ không? Mười chín rồi. Thừa 100. Đặt ra đây cho em xem nào. Đấy. Làm gì cũng phải đếm từ từ thôi. Rồi 1 triệu này. Phải làm giống người Mông rồi. Cho nó dễ. Làm người Kinh thì làm sao mà hiểu. Anh cầm đi. 1 triệu này. 500 này. 7 này. 8 này. Đấy. Thế các bác còn bảo đúng. Chập tối cháu chở vào cho. Thôi anh cứ làm nó xong ấy đi. Xong ở nhà thì có rồi. Có. Ấy thôi. Nếu mà ấy thì chiều em vào. Rồi, cái đấy trả cho em. Không tí làm ảo thuật nó biến mất này. Chết. Bà nhá, thế là xong rồi nhá. Còn lại bao nhiêu thì cháu sẽ công khai rồi báo lại cho bà. Bởi vì bây giờ còn bao nhiêu hết bao nhiêu thì cháu không ấy được.
giờ bà làm cơm xong chưa bà mời cháu ăn à? Thế thì bà cho cháu ăn đi thì cháu còn đi về ô. Em chào chị nhá. Lâu lắm ấy, bây giờ mới thấy. Từ ngày từ hôm tháo nhà. Tay thì làm sao đấy ạ? Chân cũng đau, tay cũng đau. Dạ. Khớp xương lên. Khớp á? Bây giờ chị tìm chỗ nào có cái tổ ong khoái ấy, chị biết không? Tổ ong á? À. Đau ở chỗ nào? Thấy tổ ong, chị biết tổ ong khoái làm ở đâu? Tổ lan. Làm thế nào? Cứ dí tay dí đầu nó đốt. Em nói thật luôn, ong khoái đốt là chữa bệnh tê khớp. Thật. Bệnh thấp khớp ấy. Cứ để cho khoảng 20 con nó đốt thì kiểu gì nó khỏi. Ông Viên trước đó bảo ai ai đi lấy ong chỗ ơi, chỗ nào không cho nó đốt là mình buộc kín người xong là ví dụ khử tay. Họ cái tay vào luôn. Ơ nhưng mà em nói thật là những có những nơi là họ nuôi ong ấy là những ai mà muốn tê khớp ấy đến để người ta cho đốt thật. Em nói thật là bệnh phong tê thấp khớp ấy, tê khớp ấy. Đấy. Cơm đã xong chưa bà? Mọi người dọn cơm. Đi về, đi anh, ở đây ăn cơm đã, đi về gì? Ở lại đi, không được đâu. Về em cũng về đấy. Bác trưởng thôn cũng đi vắng mà anh về đi về thì cũng không được. Không, ở đây ăn cơm tí đã. Lấy đồ á? Ờ, thế thì cố gắng hộ cho xong cái ấy nhá. Cái chạn bát. Đang dở ấy. Ừ. À, người đẹp lên trên đi. Chị Tuyền à? Chị cười cái nào? Cười cái, cười mới xinh. Chịu đi dỗi. Quạt của chị hôm nọ em mang đi cho hết khắp nơi rồi. Mọi người bảo là quạt chị đan đẹp. Đan được cả chiếu nữa à? Đan biết đan chiếu à? Chiếu lá cỏ ấy. Chiếu lá cỏ à? Cái lá cỏ. Cái lá cỏ to xong mình tấm thành cái lá xong thì lấy cái dây quấn vào ấy em. Nhưng mà đã đan được cái nào chưa? Chưa được hai cái. Chưa được mấy cái hổ đây hết rồi. À thế à? Buồn nóng thế này hổ đây đi trong mắt mà. Thế thì hôm nào thử đan cái chiếu nhá. Chị vào đi. Bây giờ là cổ. Dạ vâng. Đâu rồi anh đầu bếp đâu rồi vào đi. Bác này bà hôm nay mời các bác món cơm, bữa cơm ngon quá. Thịt lợn ở trong bản này các bác nha, phải nói thật với các bác là thịt này mới là chuẩn luôn. Đấy, phải có tí mỡ này. Nước nó còn đục nè, mới là chuẩn lợn bản ngày xưa. Chứ còn lợn mà toàn thịt lạc ấy là lợn siêu lạc các bác nhá. Cái phần lạc ấy nó còn rắt tí mỡ này, nó mềm ngon lắm. Anh siêu đầu bếp, anh giúp nấu cơm. Nhà anh ở tận đâu anh? Ở ngay cái dốc đỏ lên cái cổng trồng. Thế à? Đấy, từ cái đợt mà vào làm nhà ấy là lâu lắm rồi. Đấy, gặp lại chị là mới đợt vừa rồi đi đâu về đấy chị? Chị đang đi làm Bắc Ninh về ạ. Thế à? Đợt này bà chuẩn bị về làm nhà nên là vào nhà mới nên là về chơi bà. Vâng. Đấy, thì đợt trước là có bác Lý Nguyễn là gửi tiền giúp cho bà này. Vâng. Đấy, cũng rất là thương chị. Cho chị một ít tiền là 649.000. À, 650.000 cái tiền nẻ đấy. Bây giờ này mới có cơ hội gặp lại chị nên là gửi lại cho chị nhá. Đây 649.000. Anh giúp em. Không biết có còn đủ không? Cả tài sản của em còn bằng đấy, 550.000. Đấy 49.000 thì 50.000. Đây em gửi chị nhá. Chị cầm này, 500 này. Này. 600 này. 50.000 của bác Lý Nguyễn. Đây. Bác ở Mỹ hay ở nước ngoài. Cảm ơn bác nhiều đã ủng hộ gia đình chị và ủng hộ mẹ này, ủng hộ chị gái này, em cô này, và ủng hộ đến bản thân chị nữa. Chị cảm ơn bác
và cảm ơn chú và bác rất nhiều. Dạ vâng. Thì cũng vì là hoàn cảnh khó khăn quá thì bác ở rất xa cũng quan tâm đến cháu, thì cháu rất cảm ơn bác ạ. Cảm ơn cho bữa ăn. Dạ vâng. Thế thôi bây giờ mời mọi người ăn cơm. Cũng mong muốn chia sẻ được một chút phần quà nho nhỏ đến cho gia đình để có cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Đây bác Nguyễn cho chồng Giang. Đâu cười nào, nghe răng nào. Ông nghe răng à? Ông chủ quán bia mà suốt ngày. Ông đi nhiều bác ngã ghế cả. Đây phèn con xem nào, 2 này, 4 này, 60.000 này, 80.000, 82.000, 82.000 đây. Đấy. Không. Chê thôi, cá chê thôi. Đây, vịt là vịt trong bản. Bà nói là ông đi nhiều quá bức và đá ngã ghế hết tắt rồi. May là cái cú đá nó không kiện anh làm sứt cả viên đá ra. Đấy. Cú đá không biết tránh ý. Không biết tránh. Đấy, anh nện lại đấy, chịu khó này đấy. Tuyệt vời này mà. Một người đàn ông quá là đảm đang. Đấy, cười tùm tỉm ấy, trêu này. Đấy. Đấy. Bà thấy anh này nào? Bà thấy anh lện như nào bà? Anh lện đẹp mà nó. Chịu khó không bà? Chịu khó cũng cho bà. Dạ vâng. Chăm chỉ chịu khó. Rồi mời bà ăn cơm đi. Nào mời mọi người đi. Nào mọi người. Ai uống rượu thì cứ rót rượu đi. Đang làm tí Coca này. Kia còn một chai nữa. Mình không có thì mình uống bằng bát được. Đang kia còn một chai nữa. Lấy một chai về đây. Phèn thì chị Hầu à? Chị Hầu. Anh lẹn này giống Pê Hầu này. Cười thì nói thì giống Pê Hầu. Bây giờ đi theo cháu à? Chưa? Vâng, mới tuyển được trợ lý. Pê Hầu. Đấy. Chào thì là chào kiểu ông ngài. Đấy, còn đâu nói chuyện thì nói chuyện kiểu pay hầu rất hay. Nếu không biết nói mấy nó. Nhưng mà rất là thích nói cười. Nhà bà bây giờ là cháu thấy là có cái bán mái này là mát ở ngoài. Xong là có trẻ con nữa là rào bốn xung quanh mà. Quá là đẹp vâng. Cháu làm mấy ngôi nhà thì cháu bây giờ cháu mới nhận ra là bây giờ làm thêm cái bán mái ra rất đẹp. Dạ. Cả hai ông thợ. Đấy. Đâu chia ra đi. Với cả bà là đây này các bác, cái phần cái vì kèo này, phần xà mái này bà là trước khi nộp nên là bà mang trà, bàn trà là bà đánh sạch sẽ luôn. Đây, mời chị ơi cầm lên này. Vâng. Anh thế là chồng chị đâu? Anh đấy là thần cồn đấy đúng không? Ma men. Con trai của bà nhỉ? À con rể. Con dê đấy. Con rể. Phải anh không? Không phải anh đâu đúng không? Con dê đấy uống rượu khép lắm. Nào cháu mời bà nhá, mời mọi người nhá. Đâu bên đấy còn chén chiên chuyển ra đấy. Không thì nước ngọt ở đằng sau kia. Cầm cành cho vui thôi. Không khuyến khích mọi người uống rượu. Vâng. Em cảm ơn chị nhá. Con mời bà nhá. Mình nhấp môi cho vui rồi. Rồi. Bà Tèn thì thôi nhá. Đâu mẹ. Anh bao nhiêu tuổi rồi anh? 36 tuổi à? Vâng. Ông nào đây? Con dê. À, con dê à? Ồ đấy. Chào anh nhá. Chào anh con gì? Anh con rể ngồi kia. Ai già, ai già, anh ngồi bên kia. Đi nghiêng này. Xin cảm ơn. Em cho anh gì đâu anh cảm ơn em. Em cho anh gì đâu anh cảm ơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn gì? Xin cảm ơn. Hả? Đây thì. Đây anh ạ. Đấy thì. Ba em mẹ tá. Vâng. Anh vừa đi hầu về đâu ạ? Ở đâu về đấy? Tao đi cúng mày. À ôi, đi cúng à? Nè, yeah. Thôi, hôm nay đi cúng mày. Vâng, thôi mời mọi người đi. Bà ơi, cháu mời bà nhá. Đây, cháu lấy cái này cho bà cho mềm này. Đây, dạ. Chị ơi, em lấy cho chị này.
ấy, những cái mềm mềm này lấy cho à, đây cho trẻ bé, trẻ con này. À. Làm sao? Bát à? Đây, đây chị này bát đi này. Dạ. Dạ vâng, đây. Anh đi cho anh. Đây anh Tuyên. Anh nào. Nice. Bát, bát, bát của anh. Vâng. Đây, cái này cho em bé này. Chị em lấy cái bát cho em bé. À, mời mọi người ăn cơm đi. Anh Lệnh công tử. Nó. Dạ. Xin cởi áo tí. Bác có cởi quần được cái gì? Không, cởi cũng cởi được. Uống rượu vào nóng này. Khiến cái quần mê lao vào hở chứ. Xin cảm ơn cháu nhé. Cháu có làm được gì đâu chú. Xin cảm ơn cháu. Anh chắc anh thôi. Hả? Chắc là anh thôi. Tao á. Sao lại tao? Hả? À, sao lại già hơn bố mày? Hả? À? Cảm ơn cháu. Vâng. Rồi giúp ba. Hai đứa là nói chung là mắt thì nó kém. Rồi. Thì cảm ơn cháu, những người nhà từ thiện người đến đây thì giúp đỡ hai ông bà, hai đứa em cậu nhá. Tôi xin cảm ơn. Đó. Vâng vâng. Tôi xin cảm ơn. Đó, ăn cho trẻ con ăn đi. Chị ơi. Những cái cậu nào không người nó thông cảm nhá. Này nói đùa một tí nhá. Không nói thật chứ con phải nói đùa đâu. Nói đùa đấy. Nói thật đấy, không phải nói đùa đâu. Để xin cảm ơn. Vâng. Chị ơi, chị ăn đi chị ơi. Đây à, chị không thấy. Vâng. Gà này vịt này bà nuôi lâu chưa bà? Bà ăn đi. Bà chủ nhà bà phải ăn thì mọi người mới ăn chứ. Bà không ăn là cháu đi về đấy. Thì bà phải ăn đi cháu mới ăn chứ, không ăn là cháu đi về. Đấy. Nào đâu cháu mời bà nào. Vâng. Trên 70 tuổi rồi. Già rồi, sức khỏe không có rồi. Ai ạ? Chị ăn đi chị. Em ăn tá cho em tá. Thịt này trong bản ngon nha. Đây này. Đây các bác. À cái này phải trộn lên một tí. Cảm ơn cháu nha. Đấy. Mời các bác nha. À. Nhưng mà ủi thật đấy ngon nha. Em không. Em không ạ. Đưa. Đây mang em lấy cơm cho. Trong này. Nói chưa? Nó. Rồi, đi về không? Đó. Ông ở đây các bác mời rượu. Phèng thì không uống rượu, phèng uống Coca các bác. Bye bye lô. Đây làm rể luôn nhá. Em rể chị nhá. Ừ, chú hộ chị nhá. Thế là mẹ quá rồi. Này hơi bị đẹp trai luôn đấy. Áo áo trắng này. Đi. Thôi cháu xin phép bà nhá. Rồi, bà đừng có làm như thế không, cháu không mà làm đấy. Dạ vâng, con. Vâng. Đi. Thôi bà với mọi người ngồi ăn cơm sau nhá. Vâng. Vâng, em đi về đây. Cảm ơn anh nhá. Chào bà nhá. Vâng. Dạ vâng. Vâng. Thôi anh ngồi sau nhá. À chú ngồi sau nhá. Hôm mấy em đưa vào. Hôm nay không còn đủ kinh phí rồi, hôm nay còn có máy chọc rồi, 8 chọc. Dạ. Dạ vâng. 24 Dương à? 24 Dương. Vâng. 24 Dương mùng 6 thì âm. Dạ vâng. Hôm nay mùng 1 âm này. Thế là còn 5 ngày nữa. 5 ngày nhé.
Dạ vâng vâng. Cố gắng chút thời gian về bà tí nhé. Dạ vâng. Con nhà bây giờ từ nay trở đi thì làm nhà cho bà này. Đi lại thăm bà đi, bà chắc có con giun rồi. Ôi con à, con dâu à, con giun bà nói thế. Bà già này vâng. Khỏe mỹ này. Thôi bà vào ăn cơm cho mọi người ăn cơm nhá. Vâng, cảm ơn con cháu nhớ nhá. Dạ vâng vâng, cháu nhớ. Nhớ 24 nhá. Dạ vâng. Anh Thuyền ơi, chồng con gọi điện về luôn nhá. Dạ vâng, hồi cháu chào bà nhá. Thì cái số tiền còn lại khoảng tầm 3 triệu thì cháu sẽ tính xem là có thể làm trừ cả cái tiền chạn bát thì còn khoảng 3 triệu đấy. À, đúng rồi. Thì là bà có khi xem mà có con nuôi con gì thì cháu mua về cho. À, được rồi, có con này có thể làm con dê về nuôi cũng được mà. Không có con lợn thôi chứ ạ. À thế không lấy con dê à? Sao? Không đi một mình bà nhà. À không có chỗ thả. Lấy tiền mai bà dừng tay trường luận trường trôi trường ra ngoài một tí. Vâng. Gần quá. Vâng thôi cháu chào bà nhá. Đi. Về. Đây, video của Phen Phen cháu cô nhá. Đến đây cũng xin được à lại con dâu đầu đây à. Nè. À. Video của Phen Phen bà đi vào đi được rồi, cháu đi về đây. Bà vào ăn cơm với mọi người đi. Đấy. Video của Phen Phen chia sẻ với các bác đến đây cũng xin được kết thúc. Xin được trân trọng cảm ơn các bác đã xem video của Phen. Xin gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phen Phen.